mấy bữa nay mình bán về cái dẫn giá vậy có ai chê mắc rẻ gì không chị? Không, cũng vậy luôn. À, nhiều người ăn họ phản hồi sao chị? Dạ. Họ phản hồi có tích cực không? À, à, nói chung là đâu có đóng góp mình gì không chị? Ăn thì như nước chấm á. Dạ. Chỉ có người nói chua. Chua. Có người nói ngon. Dạ. Có người nói như chua rồi như xin cho miếng chanh. Dạ. Chanh, phải không, chanh. Ủa chua mà sao xin miếng chanh? Ý là người nào như là ăn mà la mà không có được chua á. Dạ dạ. Thì xin chanh cho nặng vô. Dạ. Chứ là em làm là cái này nó vừa. Em làm là cái tiêu chuẩn như đó là như đó. Dạ, mình làm vừa ăn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Chứ em làm em thấy em ăn ngon thì em bán chứ không có đổi công thức. Vô vô cô ơi. Dạ. Dạ vô trong. Có người ta lăn ngon. Dạ có cũng đồng thời bán một ngày đó luôn. Chị coi cái số lượng mà người ta nói ngon nó đông hơn cái số lượng mà chê hay đúng không rồi. Thì mình lấy số lượng là nhiều người đừng lấy số lượng ít nha. Tại vì nhiều người thì có thể là họ có cùng cái vị của mình á. Còn mà bây giờ em nói dạ. Bây giờ một người này người kia giờ ví dụ dần nhiều người ý kiến còn sao em bán được. Giờ em chốt lại một cái là em làm nó tiêu chuẩn một cái mà ngon vậy bán. Dạ dạ. Tại vì nước chấm em thấy em đâu có pha nước đâu. Dạ. Toàn bộ là nước chấm nguyên chất không? Đúng rồi nè. Toàn bộ là thấy nước chấm nguyên chất. Dạ. Khóm với mắm thôi. Khóm với mắm là ngon rồi đó. Khóm làm chua với lại vị ngọt nó có hôm đó nữa. Giảm lại cái độ mặn. Tại vì em xay khóm không à. Dạ. Em không có nặng chanh. Còn dù mà ai muốn ăn chua, người ta thích chua á. Dạ. Thì chanh thì em cho chứ em không muốn làm giống như cũng người đó. Dạ. Tại vì công thức mình làm ra thì bao nhiêu đó là mình bao nhiêu đó mình bán không gà cũng bán được, nhiều người ta khen ngon. Dạ. Mình nên nhớ mà lấy số lượng số đông á. Dạ. Dạ. Chứ bây giờ mà mình lấy số lượng thêm mấy người kia làm sao mà bán? À, mình đâu có vừa lòng hết được mọi người đâu đúng không? À. Lấy một phần 50k anh. Một phần 50k. Ra là hai xiên nha các bạn. Bây giờ ông chồng ra ông làm phụ qua đây nè. Hôm nay anh gia phụ chị luôn có đi làm không? Về công ty đang thất nghiệp em ơi. Dạ. Là gia phụ chị luôn đi. Phụ chị cho chị đỡ cực xíu. Còn cái vấn đề mà chê mắc thì cũng không có ai nói đúng không chị? Dạ. Có người ta kêu em bán, có những anh chị comment á. Dạ. Em bán nếu mà một sâu 10 cuộn thì bán 28k. À. Còn mua 2 chi thì bán 50k, chứ đừng dạ. Bán 25k không, mà em bán 25. À. Chứ mình thà là mình bán lợi ích mà bán mà nhờ nhiều người đến biết đến mình thương mình ủng hộ mình chứ mình bán cái gì sao lúc đầu ví dụ nhiều giá quá người ta cũng chán. Dạ. Để cho chị bà làm cho khách bên trong các bạn ơi. Thì Nam Thi với lại chồng của chị cũng rất là khéo tay á. Ngồi lò dò lọn cuốn từng cái gì nè. Đấy. Để xong cái đem ra đi nướng. Nhà còn không anh? Hay còn như đây hả? À, mình ngồi mình cuốn xong mình đem ra đúng không?
Ở đây mình thấy là thường thường mà chị Nam Thi mà bà rảnh á, cái bà làm đủ thứ hết, bà đứng tại chỗ làm đủ thứ luôn. Dạ. Rau như vậy mình bán đủ không chị? Em thấy cũng ít quá ha. Ồ, vậy còn một sọt à. Nhiều à. Đâu có ít đâu, nhiều các bạn ơi. Xong cái chị Nam Thi có đem vô trong, có chỗ ngồi luôn mà chị xe bên trong luôn á. Anh nướng chuyên nghiệp hả anh hai nãy? Hai ổng có nướng. Lâu lâu ổng ra phụ hả? Lâu lâu ổng chạy ngang, không thấy gì vậy ổng ra ổng phụ. Dạ. Anh hai là bên anh hay là bên chị? Bên chị. À bên chị, à bên chị. Ruột của chị. À anh ruột luôn. Dạ có hai anh em. Dạ. Rồi tại nay ra gì đó chứ cũng ra phụ. À. Đi chạy ngang là thấy là phụ vậy đó. Dạ. Ít cái ra đó. Này lúc mà ăn lát nữa ai kêu cần nóng nóng nên bỏ lên mình lăn qua lăn lợi sơ sơ đúng không? Thơm mùi bò tả thiệt. Chứ để nguội thận thôi, mở nó mở bò nó đóng vàng tươi. Dạ vàng, vàng tươi luôn. Ta bỏ lên đây nóng lợi là ăn ngon mà. Giờ mình vẫn nướng đi. Mình có thấy cũng mừng cho chị là không có ai chê mắc rẻ gì cả. Chỉ có về cái vấn đề nước chấm thì các bạn ăn á, nếu mà chị thì vẫn nêm theo cái dừa khẩu vị thôi. Khi mà các bạn nào mà muốn ăn chua hơn nữa thì có thể là nặn chanh vô thêm các bạn. Chị Nam Thi cũng không có làm vừa lòng hết được mọi người, cho nên chị Nam Thi sẽ lấy theo cái số lượng đông của khách mà khen ngon là vừa ăn thì chị sẽ lấy theo đó. Còn nếu như mà các bạn nào mà cảm thấy mà cái vị mình chưa tới thì có thể mình nêm thêm. Đây thường thường buổi chiều có rất là nhiều người tới đây ăn các bạn, nhiều mua về hay là có thể là đem tới đây luôn các bạn. Đây mình thấy là khế nè, với lại chuối sống nữa. Mình sẽ làm rất ăn rất là ngon. Ăn nó đỡ ngán các bạn. À, biết chị có làm nước mắm chưa? À hôm nay chị có làm thêm nước mắm nữa các bạn ơi. Chị có làm thêm nước mắm, mắm nêm hay nước mắm nữa. Wow, rớt hết rồi. 445. Đứng đây thì mình thấy chắc cũng lại rai rai nha các bạn. Thật sự là cái bò lá lốp này nếu mà đúng theo vị thì ăn rất là ngon á mọi người á, mình lúc trước mình cũng rất là thích á. À ha, đây từ bữa nay có ai kêu ăn nước mắm không chị?
Mình giờ thấy, em thấy chị làm thẳng nước mắm mà có ai thích ăn nước mắm không? Có hả? Đúng rồi, mình làm gì mình lấy mới bán được những người khách kia thôi không? Người lấy nước mắm cho mấy em học sinh đó. Dạ. Đi ngang nè. Đúng rồi. Mấy cô nó mua. Dạ. Mấy em ăn nước mắm thì em không có làm ớt nha. Dạ. Dù mà ai ớt mình bỏ vô. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chứ em thấy chị không làm nước mắm coi như mất lượng khách không nước mắm rồi đó. Dạ.